Dạ, xin mến chào cô chú anh chị đến với kênh là Bonsai Mini TNCT. Và trước khi vào clip thì con cảm ơn cô chú mình đã xem và ủng hộ vườn con trong thời gian qua rất là nhiều. Thì hiện tại trên màn hình cô chú mình đang thấy á, đây là những cây linh sam song hình và linh sam siêu hoa. Cây gốc rất là già và được ghép hồng phấn và cây siêu hoa rin. Nó cây đang hoa cô chú mình đang xem là cây rin của nó, bông nó ra rất là nhiều và rất là đẹp. Cái dạng này thì cô chú mình để ở ngoài trước cửa hoặc là ở ban công mình ngắm hoa ha, mình chơi hoa đó, nhưng mà bộ rễ của nó rất là già, rất là đẹp luôn đó. Thì cô chú mình cứ xem tham khảo nó, cái nhánh zin của nó lên cặp theo hàng hàng họng của cô chú anh chị, nó tím lắm ha. Còn đây là gốc nó nè, rất là già luôn. Cây thì nó không có lớn lắm, lý do là vì trồng ép ở trong chậu từ nhỏ cho đến bây giờ gần 4 năm trời, cây nó mới cái thân nó mới nhỏ nhưng mà cái rễ của nó rất là to, nó rất là đẹp, thấy không? Và một số cây thì con ghép hồng phấn, một số cây thì để riêng đó. Thì cô chú mình xem tham khảo thấy ưng ý cái cây nào thì liên hệ vườn con nha. Giá là hiện tại đang giao lưu là 150.000, chưa bao gồm phí vận chuyển. Thì dòng này cây nó cao cho nên tiền ship khoảng chừng 40.000 lận nha cô chú anh chị. Cây cao khoảng chừng 1 mét lận á, tính luôn cái chậu lên tới cái ấy là 1 mét. Cô chú mình có muốn mua thì alo vườn con nha, số điện thoại con để trên màn hình. Cảm ơn cô chú mình đã xem ạ. À.